Thực hiện đề án du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025, bà con nhân dân xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình đang rất kỳ vọng vào sự thành công của đề án, qua đó đem lại lợi ích to lớn về bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích lịch sử, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho bà con nhân dân nơi đây. Nằm cách đền thờ Bác Hồ trên đỉnh đèo Re, xã Phú Đình khoảng 2 km, xóm Khuôn Tát có 102 hộ dân với 404 nhân khẩu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Xóm có diện tích khoảng 50 ha, chủ yếu là đồi núi. Nằm trên địa bàn xóm có cụm di tích lịch sử nơi Bác Hồ ở Khuôn Tát. Cây đa, đoạn suối Khuôn Tát nơi Bác tắm giặt và câu cá, nhà sàn và hầm Bác ở đồi Nà Đình và danh lam thắng cảnh thác Khuôn Tát. Tại địa điểm này, Bác Hồ đã từng ở và làm việc từ ngày 20 tháng 11 năm 1947 đến tháng 1 năm 1954. Trong thời gian Bác ở tại đây, đã có nhiều quyết sách quan trọng được ra đời để chỉ đạo kháng chiến, kiến quốc. Với những điều kiện thuận lợi về lịch sử, danh lam thắng cảnh, bà con nơi đây rất mong muốn sẽ phát huy được những tiềm năng sẵn có để nâng tầm vị thế du lịch lịch sử, du lịch cộng đồng tại Khuôn Tát. Ở địa bàn xóm Khuôn Tát chúng tôi là được cái lợi thế là sẵn có cái điểm lịch sử là có trước những năm 47 và năm 1954 là Bác Hồ và Trung ương Đảng đã đến làm việc tại đồi Nà Đình, lán Nà Đình tại xóm Khuôn Tát. Khách du lịch tham quan rất là đông đảo và có cái lợi thế là bà con chúng tôi là đã chủ động cái nội lực, tức là sản phẩm thực tế tại địa phương. Con người rất là có cái đặc trưng là tinh thần dân tộc và giữ vững cái tinh thần là đoàn kết, tinh thần đoàn kết tại trong cộng đồng khu dân cư. Và chính đó là những cái lợi thế, và tiếp theo là chúng tôi xây dựng cái khu cộng đồng gọi là du lịch cộng đồng ấy, đó là cái thuận lợi đối với xóm Khuôn Tát chúng tôi. Thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030, xóm Khuôn Tát sẽ là trung tâm và điểm đến của khách du lịch. Tại đây sẽ có sản phẩm du lịch, đó là tham quan các điểm di tích lịch sử, di tích danh thắng, thác và hồ Khuôn Tát, tham quan các hoạt động văn hóa tại làng du lịch Khuôn Tát. Người dân xóm Khuôn Tát đang kỳ vọng rất nhiều vào sự thành công của đề án để có thể phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, góp phần đưa ngành công nghiệp không khói trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Mong muốn được đón tiếp cái xây dựng cái chương trình du lịch cộng đồng tại xóm Khuôn Tát, trong đó là một số hộ dân rất là hưởng ứng, đặc biệt là có sự chỉ đạo gắn liền cái việc là xây dựng du lịch cộng đồng tại xóm. Thì đối với chi bộ Khuôn Tát thì là tôi cũng đã tổ chức họp quân nhân chính và tổ chức họp xóm, và đồng thời như vậy là làm công tác tuyên truyền chung cả sâu rộng trong bà con nhân dân được biết và được nắm thêm về cái thực hiện cái du lịch cộng đồng. Thì phải nói là cái bước đầu thì xóm Khuôn Tát chúng tôi là rất là bà con cũng đã được những sự đồng tình ủng hộ cái quan điểm của Đảng, và đặc biệt là cái trên phòng văn hóa đã triển khai thì đối với hộ dân là rất là tích cực và hưởng ứng. Mong muốn là đời sống của nhân dân thì là được nâng lên về cả kinh tế và chính trị, đồng thời là văn hóa, để được là tiếp xúc và gắn liền trong cái việc là xây dựng kinh tế hộ gia đình và xây dựng làng xóm được vững mạnh, và từ đó như vậy là phát triển kinh tế vững mạnh thêm. Xu hướng bây giờ thì muốn làm cái homestay thì anh tôi muốn là phát triển cái homestay này, và những như là những cái nhà sàn truyền thống của dân tộc Tày ngày xưa, thì tôi muốn là nhân rộng thêm nhiều cái mô hình như nhà sàn này. Việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc ấy, thì trong thời gian qua là những năm gần đây thì chúng tôi cũng rất là quan tâm. Đây là một cái điểm nhấn, có thể nói rằng là cái bản sắc các dân tộc như là của người Tày, người San Chí và người Dao
thì đây là những cái nội dung mà chúng tôi rất quan tâm, tại vì đây là nó gắn để mà thu hút khách du lịch cũng như là để mà phát huy cái truyền thống giáo dục cái thế hệ trẻ. Thì cái quan trọng nhất đó là cái bà con giữ được cái nét, cái truyền thống và cũng như là cái những cái đặc trưng văn hóa dân tộc ở vùng miền, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Phú Đình là cái tỷ lệ dân tộc chiếm 70%, thì chúng tôi rất là quan tâm. Và để mà thu hút khách đến với địa phương thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái nội dung là phải quan tâm, và muốn là cái các cái câu lạc bộ về cái hát then cũng như là tắc sinh ở các xóm ấy, thì sẽ phát huy được những nội dung này. Xác định làm du lịch cộng đồng ở Khuôn Tát có thể đi chậm, đi sau nhưng phải bền vững. Vậy nên cùng với việc định hướng cho người dân về du lịch cộng đồng, các hộ trong xóm còn được tạo điều kiện tham quan các mô hình du lịch cộng đồng nổi tiếng trong và ngoài tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã có cơ chế hỗ trợ thành lập hợp tác xã du lịch, mở rộng đường giao thông, nâng cấp hạ tầng internet, sóng điện thoại, phối hợp với tỉnh để số hóa 3D các điểm di tích để thuận tiện cho khách du lịch tham quan tìm hiểu. Và trong đề án phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Định Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Khuôn Tát được xác định là một trong những điểm đến du lịch cộng đồng nổi bật của huyện. Và với 182 điểm di tích, đây là một tiềm năng thế mạnh của chúng tôi. Và chúng tôi đang củng cố các hồ sơ xếp hạng khoa học, đồng thời xác định Định Hóa là sẽ điểm đến của rất nhiều du khách, vừa là du lịch trải nghiệm, du lịch giáo dục lịch sử và kết hợp với du lịch cộng đồng. Thế thì xác định việc đó thì trong cái quy hoạch về du lịch của chúng tôi đã xác định trong nhiệm kỳ này chúng tôi đã lồng ghép có một đề án về du lịch cộng đồng riêng, và đồng thời chúng tôi quy hoạch và đang thu hút các nhà đầu tư vào các điểm di tích lớn như là sông Bảo Linh, hồ Bảo Linh hay là du lịch ở bản du lịch cộng đồng của Khuôn Tát hay là chùa Hang Chợ Chu. Và huyện cũng đã xác định mặc dù là ngân sách còn rất khó khăn thì chúng tôi cũng bỏ ra tầm khoảng hơn 12 tỷ để làm cú hích ở trong cái du lịch cộng đồng. Ngoài ra thì chúng tôi đang thu hút các nhà đầu tư cải tạo nâng cấp chùa Hang, rồi đang thu hút nhà đầu tư Hà Nội để cải tạo làm cái khu nghỉ dưỡng trong hồ Bảo Linh. Đấy là những định hướng lớn của huyện trong thời gian tới. Phát triển du lịch không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế cho người dân mà còn góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa, phát huy những giá trị của di tích lịch sử. Hy vọng rằng du lịch cộng đồng ở Khuôn Tát có thể đi sau nhưng phát triển phải bền vững và thành công như kỳ vọng.